Ở Việt Nam, mỗi ngày có 2.500 tấn rác thải nhựa được thải ra. Riêng các thành phố lớn như Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, con số này là 80 tấn một ngày. Đặc biệt, chỉ tính riêng các vỏ hộp sữa, mỗi năm Việt Nam thải ra môi trường từ 10 đến 15 tỷ vỏ hộp. Số lượng rác thải bao bì gia tăng nhanh chóng đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ sinh thái, môi trường sống và sức khỏe của con người, đe dọa sự phát triển bền vững của quốc gia. Chung tay giải quyết vấn đề này, các doanh nghiệp trong ngành sữa luôn ưu tiên lựa chọn hợp tác với những nhà sản xuất bao bì lớn trên thế giới với cam kết 100% bao bì thừa, hỏng từ khâu sản xuất sẽ được nhà cung ứng thu gom để tái chế. Môi trường không phải của riêng Việt Nam, mà nó là môi trường, là ngôi nhà chung của thế giới. Thì đối với Nutrikha chúng tôi cũng vậy. Hiệu quả kinh doanh gắn với bảo vệ môi trường với gần 100 cái sản phẩm mà chúng tôi hướng tới là sử dụng bao bì bằng giấy, không sử dụng bao bì nhựa. Với 6 lớp, có các thành phần chủ yếu bao gồm 75% bột giấy, 25% nhôm và polyester. Cấu tạo hộp giấy của mỗi hộp sữa được sản xuất tại đây khá phức tạp, nhưng lại có tiềm năng tái chế rất cao, đồng thời vẫn có thể giữ trọn hàm lượng dinh dưỡng và mùi vị sữa mà không cần tới chất bảo quản. Sau khi mà sản xuất xong những cái bao bì thải ra thì chúng tôi đã nhập cho bên thứ ba là cái bên mà cung cấp giấy, và họ sau khi đấy họ chuyển về, họ tạo ra những cái sản phẩm như cái tấm lợp hoặc là những cái sổ mà các bạn có thể là sử dụng được. Đây không phải là nỗ lực duy nhất của doanh nghiệp này trong việc thực hiện trách nhiệm với môi trường. Công ty cổ phần dinh dưỡng Nutrikha còn đầu tư hệ thống xử lý nước thải tự động và tiết kiệm năng lượng, có thể xử lý 300 mét khối một ngày. Đồng thời, doanh nghiệp cũng thường xuyên thực hiện các công tác kiểm nghiệm để đảm bảo độ an toàn của nước khi xả thải. Từ cái khi nước thải đó ra thì phải trung hòa pH đến khi mà xử lý vi sinh ăn và ra đầu ra của nước thải thì đạt loại A, và sau khi ra môi trường chúng tôi còn sử dụng cái chlorozin B để làm sao đấy khử được tiếp vi sinh vật để làm ra đảm bảo được môi trường không có một tí ô nhiễm nào. Với việc đạt chứng chỉ ISO 14001:2015 về môi trường, Nutrikha đã thể hiện được sự nỗ lực chung tay của doanh nghiệp trong bối cảnh biến đổi khí hậu hiện nay. Bên cạnh chất lượng sản phẩm, đây cũng là một trong những giá trị đã giúp doanh nghiệp sản xuất này hai lần liên tiếp đạt danh hiệu thương hiệu quốc gia Việt Nam. Chúng tôi là một cái doanh nghiệp sản xuất thì làm sao mình phải luôn luôn mình tạo ra những các cái sản phẩm, cái quy trình sản xuất cũng như là các cái hạ tầng nó tốt nhất cho môi trường, chứ không thể là hủy hoại nó để mà phát triển cái doanh nghiệp của mình. Chúng tôi muốn xây dựng một cái doanh nghiệp nó phát triển bền vững, và nếu mà để bền vững ấy, thì chúng ta luôn luôn phải có ý thức để tôn tạo, để bù đắp lại những cái giá trị ở môi trường, ở xã hội mà Nutrikha đã được nhận được. Sự phát triển bền vững, đề cao trách nhiệm môi trường là xu hướng tất yếu cho tất cả các doanh nghiệp bất kể lĩnh vực. Sự thành công của một doanh nghiệp sẽ không chỉ đơn giản là những con số về doanh thu thể hiện trên các bản báo cáo thường niên, mà còn là những giá trị vượt trội về lâu dài mà doanh nghiệp đó xây dựng và mang đến được cho mọi người. TH Vân Hạnh đồng hành cùng chương trình.